ngày xưa sống trong túp lều tranh mà sao đời vui quá đổi, sớm hôm hiền lành. Ngày nay cái gì cũng có hết, mà sao ruột gan như muối sắt, thấy đàn con cháu mà đau. Đổi thay bao nhiêu thay đổi tới từng ngày, cho nên gan ruột mới bời bời, làng trên xóm dưới. Đổi thay từng ngày. Má ơi, con xin lỗi má. Má tha tội cho con nghe má. Con là một đứa con bất hiếu, con đã không nghe lời má dạy. Bây giờ con trở về đây mà má đã bỏ con đi rồi. Má ơi má. Cái gì vậy Tám? Anh Thằng bị gì vậy? Trời ơi, nó tập diễn thôi em ơi. Ủa, hai người về rồi hả? Trời ơi, làm hết hồn à. Tôi tập diễn thôi mà. Ủa, hai người múa gì nhiều vậy? Thì ngày mốt Mai về quê rồi, nên tôi dẫn Mai đi mua chút đồ mà. Ủa, ngày mốt Mai về rồi hả? Ừ. Nhưng sao không có chơi vài bữa nữa đi, mới lên mà. Mai lên chơi mấy bữa thăm mọi người vậy thôi, chứ không có ở lâu được. Đúng rồi đó, nhà còn bao nhiêu là việc nữa, Mai không thể ở chơi hoài được. Vậy là kể từ ngày hôm nay không có ai nấu bánh canh cho tôi ăn sáng nữa rồi. Không có ai làm lẩu cho tôi ăn nè. Và cái điều mà đáng buồn nhất á, là không ai dọn dẹp nhà cửa cho tôi hết. Tưởng đâu á, ông quyến luyến Mai, ai về đâu là ông cũng lợi dụng ta, muốn mãi là hầu hạ ông gì. Thì tôi buồn buồn vậy thôi, chứ tôi cũng quyến luyến Mai chứ bộ. Ê, đừng có nói là không có quyến luyến người ta nha. Thì đương nhiên là phải có rồi. Nhưng mà tôi đâu thể nào giữ Mai lại hoài được. Mọi người yên tâm đi, khi nào Mai rảnh Mai sẽ lại lên thăm mọi người mà. Thôi ráng thêm một thời gian nữa đi, học xong cái anh về hả? Bởi vậy cuộc đời của tôi như nó có số cô đơn hay sao đó tôi. Ai rồi cũng bỏ đi, bỏ tôi đi hết. Buồn, nỗi buồn nào buồn. Thôi dẹp luôn đi, hát dở hát hoài. Thì đúng rồi, ông học diễn viên thì trên này mà lo phát triển sự nghiệp đi, tôi lại làm gì. Tao nghe này đến nào. Ông đang đâu vậy Tám? Ở nhà chứ đâu. Chạy ra bắt cũ đi, có show nè. Hả? Có show hả? Ừ được rồi, chờ tao xíu tao qua liền. Ừ vậy nha. Thôi tôi đi nha. Đó các em thấy không? Nó buồn chưa được 5 phút nữa. Thằng. Anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Chưa về luôn á, mốt mới về mà. Thì người ta dặn trước vậy đó. Biết rồi. Sao rồi? Ổn không? Bình thường có gì đâu. Cái này ít xìu thôi à, cần diễn thôi chứ không có thoại nhiều. Ít thoại nó mới khó đó. Người ta yêu cầu mà diễn tâm lý nhân vật nhiều vô. Tôi biết rồi, tôi đang nghiên cứu đây nè. Tưởng cái gì, đóng cái cảnh chia tay người yêu thôi có gì đâu. Dẹt. Ông đạo diễn này khó lắm đó. Mày mà lạng quạng, ông cắt dây mày như chơi. Anh đạo diễn này á, tôi làm việc chung với anh rồi. Khó thì khó đúng chuyện thôi, chứ không có việc đó. Cái đợt mà cái phim mà tôi làm cắt cả đơ đó mày nhớ không? Ừ. Ủa, còn mày diễn vai gì trong phim này? Tao đóng vai nhân viên môi giới. Cái vai này á, thì chỉ cần ăn nói lưu lót, không làm khó được tao đâu. Đúng rồi đó, tao thấy hợp á. Thiệt không? Thiệt. Trời ơi, mày đâu cần diễn gì đâu,
thì bê nguyên con người mày lên luôn. Nhìn cái mỏ thôi là hợp nhất rồi. Sắp về quê rồi đó. Tôi tính mua chút quà gửi cho Mai để gọi là... Thôi, tính mượn tiền thì bỏ qua đi ha. Wow, wow, hay vậy ta, chưa nói mà biết luôn á. Ngon à. Tôi mà, một người rất là thông minh, ông thở cái thôi là tôi biết ông muốn nói cái gì rồi. Thôi, tiền bạc cái gì, tôi giờ tôi không còn cắt nữa. Sao ta? Tiền thì thôi, cõi tặng. Tôi nói không nghe nè, quà cáp bài vẽ làm cái gì. Tôi nghĩ á, Mai cũng không có cần đâu. Chỉ cần không có cái tấm lòng thôi là Mai hiểu được ông rồi. À, với lại hôm qua tôi nhớ ông với Mai mua đồ gì nữa mà. Đồ hôm qua là cái đồ mà tôi mua gửi về cho tía ở dưới quê. Dẫn Mai đi mua, Mai có chịu đâu. Bà Dài, Mai không có cần đâu. Ông cũng phải con gái đâu mà ông hiểu. Không lẽ bây giờ Mai phải đi nói tôi là anh Ba Dài mua quà cho em, mua quà cho em. Mai không phải là người như vậy. Tôi cũng phải có chút lòng gì đó gửi về, chứ không phải để cho Mai đi tay trắng về dưới quê. Mình là con trai mà. Thôi, tính sao thì tính đi. Với tôi á, là tôi hết tiền thiệt á. À, mà nè. Ê, có tiền hả? Tiền dĩa mà đâu đúng không? Giúp tôi đi, giúp bạn bè đi. Ba gia này hứa hả? Đã mượn là trả đúng ngày đúng giờ luôn. Cái gì? Hôm bữa đó, ông còn thiếu tôi 150 ngàn. Với lại hai ly cà phê cái hôm mà tôi theo dõi ông đó. Nhớ trả nha. Tính đi đâu hả? Kiếm tiền. Hả? À, đi kiếm đi. Chưa về đúng biết. Anh Ba Dài, sao anh về trễ vậy? Tại hôm nay trời mưa to quá. Với lại hôm nay cũng được kha khá cút xe nên anh tranh thủ chạy thêm mà. Trời ơi, ướt hết rồi nè. Không sao, không sao mà. Mà anh ăn gì chưa? Lúc chiều anh có ăn bánh mì rồi. Ăn bánh mì làm sao mà được. Thôi, anh vô lau người rồi thay đồ đi. Em có chừa nhiều đồ ăn cho anh lắm á. Anh biết rồi. Ngon quá. Anh ăn nhiều vô ngang. Mà ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn đó. Cái này á là em làm khô gà cho anh đem đi làm ăn đó. Anh nhớ cất cho kỹ để dành ăn từ từ nghe. Trời ơi, mấy này trên mạng bán thiếu gì. Em hơi sức em làm gì mất công vậy? Đâu có được. Ở ngoài bán á đâu có hợp vệ sinh đâu. Cái này á vừa vệ sinh an toàn thực phẩm này vừa ngon nữa. Cũng đúng. Mà nè, sao giờ này em còn chưa ngủ nữa? Trời, anh chưa cho mệt vậy? Anh chưa về làm sao em ngủ được.
Em lo gì chứ, anh làm gì có chuyện gì. Anh đừng có chủ quan. Anh nhớ lần trước vụ cướp không? Thì lần trước là do có em với Tấm Tàn, chứ không anh hốt hàng đó luôn rồi đó. Anh nói hay quá. Tiền bạc mất á thì mình có thể kiếm lại được. Chứ lỡ anh mà có chuyện gì, em biết tính sao đây? Anh biết rồi. Thôi em đi ngủ trước đi. Chút nữa ăn xong mà chén bát để anh rửa cho. Vậy em đi ngủ nha. Ừ. Mà anh nhớ phải cất cái này cho kỹ đó. Biết rồi. Nhớ đó nha. Nhớ rồi. Ba, hai, một, chuyện. Em đừng đi. Em đừng đi mà. Anh buông tay em ra. Không, anh không buông. Anh không buông đâu. Để cho em đi mà. Không mà, anh không thể nào anh thiếu em được. Anh không cho em đi, anh đau khổ lắm. Em đi là anh buồn lắm. Anh buồn lắm. Anh về đi. Không, anh không về. Anh không về đó. Trời ơi. Dạ, đạo diễn. Cậu diễn cái kiểu gì vậy hả? Cậu đang đóng phim hài hả? Dạ không, em đang diễn nét tâm lý đau khổ đó đạo diễn, đau khổ. Cái tôi cần ở cậu là cảm xúc. Cảm xúc từ bên trong. Chứ tôi không cần cậu phải là diễn quằn quại chủ lố lăng như vậy, hiểu chưa? Dạ. Nè, cậu có nghiên cứu kỹ tâm lý nhân vật không vậy? Dạ có đạo diễn. Có mà như vậy đó hả? Dạ. Nè, nếu diễn không được thì nghỉ. Tôi cho người khác thế cậu, đừng làm mất thời gian của mọi người. Cười cái gì? Dạ, em xin lỗi đạo diễn. Đạo diễn ơi, đạo diễn cho phép em làm lại một lần nữa thôi nha. Quay 8 lần rồi đó. Dạ, lần là lần thứ 9 nha đạo diễn. Giỡn mà ha. Ơi, dạ không. Lần này lần cuối cùng với đạo diễn. Em hứa em làm tốt mà. Tôi cho cậu một lần cuối cùng nữa thôi nha. Ráng tập trung mà diễn đi. Dạ, em cảm ơn đạo diễn. Gì? Tới giờ mình chuyển bối cảnh rồi đó anh. Tôi nghĩ đi. Mai quay tiếp. Ráng lên đi đừng có buồn. Ngay từ đầu tao đã nói với mày là cái vai này khó lắm mà. Ban đầu nhận kịch bản đó, tao tưởng là dễ lắm. Tới hồi vô quay có còn hơn lên trời nữa. Mà nè, từ đó tới giờ mày có từng chia tay người yêu chưa? Làm diễn viên á thì phải cố gắng đặt mình vào tâm lý của nhân vật. Như vậy mới được. Tao biết rồi. Thì tao cũng ở nhà, tao nghiên cứu, tao đứng trước gương, tao diễn mấy tiếng đồng hồ luôn. Mà vô thấy nó cũng đơ đơ làm sao. Bây giờ mày không nhập vai được thì rất là khó. Bây giờ làm sao bây giờ không biết nữa. Thì chịu khó về nhà tập kỹ lại đi. Reno, hay là mày tập diễn với tao đi. Tao hả? Đúng rồi. Nha, giúp tao đi, bạn bè mà. Tập thì tập. Em đừng đi.
anh đừng đi mà. Em, tôi đi đây. Anh đừng tìm tôi nữa. Anh về đi. Không, anh không về. Anh ở đây với em mà. Anh không nỡ anh xa em đâu. Gì vậy? Tôi nhìn cái mặt của mày á, tôi tưởng tượng mày là gái mà mày có râu. Cái mỏ mày rảnh nữa. Tao mà cảm xúc tao diễn luôn á. Vậy ha. Vậy thì tự về nhà, tự mở kịch bản, tự đọc thoại một mình đi ha. Ê, ê, tao giỡn mà. Đến đâu? Mai về nha. Hai người ở lại giữ gìn sức khỏe nha. À, mai về. À, xe nói là mấy giờ tới hả em? Lúc nãy em nói chuyện điện thoại, xe nói là đang trên đường tới đó. Thôi em đi nha. Nhưng mà em coi có còn quên gì nữa không? Dạ không đâu. À, mai về giữ gìn sức khỏe, rồi cho tôi gửi lời thăm bà con với lại tía má tôi giùm nha. Mai biết rồi. Hai người á ở lại cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó. À, tôi biết rồi. Em đi nha. Mai. Cảm ơn em. Sao lại cảm ơn em? Cảm ơn em vì đã lên thăm anh. Những ngày qua anh thấy rất vui và hạnh phúc. Anh cố gắng lên nha. Không có em ở bên cạnh chăm sóc anh, anh nhớ phải biết tự chăm sóc cho mình đó. Anh biết rồi. Vì em, vì anh, vì hai chúng ta và vì tía má nữa, anh hứa là sẽ cố gắng. Thôi đi hai người ơi, có tôi ở đây này không thấy thì sao? Tôi nhìn cảnh này tôi chịu không nổi đâu. Xe tới rồi, thôi em đi nha. Nè, về dưới điện thoại cho anh liền nha, chứ không anh lo đó. Ừ, em biết rồi, tôi em để, đi. Để xách đồ cho em. Từ đây ra đó có mấy bước à, để em xách cho. Anh xách được mà. Hai người đi vô ăn sáng đi rồi đi làm. Em có nấu đồ ăn sáng cho hai người đó. Thôi em đi nha. 3, 2, 1, chiến. Anh sẽ không bỏ cuộc. Anh nhất định sẽ chờ em. Anh chờ được bao lâu chứ? Bao lâu anh cũng chờ. Ngàn năm anh cũng chờ em. Anh về đi. Đừng bỏ anh. Anh yêu em nhiều lắm. Ok, cắt. Lần này thì cậu diễn rất là tốt. Rất đúng ý tôi. Đây mới là cảm xúc mà tôi cần. Dạ, em cảm ơn đạo diễn nhiều. Thôi, anh em nghỉ ngơi đi ăn cơm đi, rồi lát quay tiếp. Dạ. Tao làm được không? Được. Ừ. Ê, nói nghe nè, tao không ngờ có một đêm sáng ngày thôi mà mày diễn khác ghê luôn á. Trời ơi. Ê, bộ hồi tối tập dữ lắm mà. Mày biết sao không? Sao? Mai. Gì nữa? Anh... Dạ. Em đi nha. Mai. Chờ anh nha. Anh hứa là
sau khi học xong anh sẽ trở về, rồi sau đó anh sẽ tính chuyện hai đứa mình. Cái lúc mà tao diễn á, tao nhớ là tao tưởng tao là nó, tao mới làm được á. Hèn gì mà diễn hồi nãy á, tao nhìn mà tao muốn khóc luôn. Ừ, một phần á là tổ cũng độ tao đó mày. Sao tổ độ bạn mà không độ mình ta? Thì mày khấn tổ đi. Ờ ha. Ừ. Và cầu tổ nghiệp, con là Phi Bóng, nghệ danh là Reno, mong tổ ngó ngó nhìn con cái. Rồi, con khấn xong chưa? Rồi, đi ăn cơm. Tao ăn cơm cũng lo ăn đi mà cứ ngồi trộn tới trộn lui hoài vậy trời. Tôi nhớ mày. Ờ, tôi cũng nhớ Mai nữa. Mai người yêu tôi nhớ. Mắt mớ giọng mộng nhớ. Ờ, thì tôi nhớ mấy món của Mai nấu. Chứ nhớ gì? Kể từ ngày mà Mai về tới giờ, ngày nào Bao Tử nó cũng biểu tình hết. Ngày mai á, tôi tính ra quán mà bà béo đặt cơm tháng luôn, chứ ai đầu nấu. Ê, dạ ông ấy đặt cho tôi luôn nha. Đáo vậy chỉ có Mai yêu quý không à? Ok, buổi sáng ăn khô gà cho tiết kiệm. Anh Ba Giai, em biết là anh muốn kiếm tiền để lo cho cuộc sống sau này của hai đứa mình. Em thấy anh cực khổ, em không đành lòng. Hôm qua em nghe anh mượn tiền của Tám Tàn, em muốn giúp nhưng em biết anh sẽ không nhận đâu. Em thương anh nhiều lắm, bởi vậy nên em để tiền ở trong hộp khô gà còn lại. Anh nhớ lấy ra xài đi nha, đừng có ngại. Đói bụng muốn chết luôn, có gì ăn không? Hết rồi. Rồi. Bài ca mì gói. Mì gói mình hết luôn rồi. Hôm qua chế gói cuối cùng rồi. Trời đất ơi, bây giờ cái nhà này cái gì cũng hết hết trơn vậy trời. Mình biết ăn cái gì? Rồi bây giờ nửa đêm đó, bụng cái bụng nó kêu rột rột gì nè. Rồi sao có gì đâu mà ăn mà ngủ được. Ừ, ăn đỡ đi. Bị khùng mà. Giờ hết đồ ăn, không có còn cái gì ăn. Nửa đêm mà tôi đói bụng thì sao mà tôi... Khô gà. Ê, bậy nha. Cái đó là của Mai làm tôi à. Trời đất ơi, thì bây giờ có hai hũ không chia tôi hũ đi. Ờ, không được đâu, bỏ lại đi. Quên nữa, bữa đó ông còn thiếu tôi 150 với hai ly cà phê. Tôi lấy hộp khô gà trừ nha. Quay. Alo, tôi nghe nè, Ba Giai. À, ông đang ở đâu? Được cái hộp khô gà tôi đâu rồi? Ờ, hộp khô gà tôi đem theo đi ăn nè. Cái gì? Ông không được ăn, đóng nắp để im cho tôi. Rồi bây giờ nha, ông nhắn tin địa chỉ đoàn phim ở đâu, rồi tôi chạy tới liền, biết chưa? Ruột ơi! Uống cà phê hả? Đợi tao chút, tao tính sổn chút đã. Tao quên bây giờ. Gì vậy? Ngưng lại đi, có chuyện quan trọng nè. Gì vậy? Làm gì điểm hoài chú ba? Ủa sao
Chú đếm tới đếm lui hoài có chỉ có 6 tờ vậy con. Thì chú ba bán tôm con nhiêu là con trả nhiêu thôi. Có 5 tờ cứng như tờ mềm vậy thôi hả? Dạ. Ê, sao nó rớt giá quá vậy con? Không ấy, bác hai nghỉ tay nói chuyện với con lát hay bác hai? Vậy vậy thì mày nói đi tao nghe. Mất gì phải nghỉ. Tại chuyện này quan trọng lắm. Chuyện gì? Dạ con nhờ bác hai gọi điện thoại nói với tía con là con muốn mở vựa tôm.